Xin chào cả nhà. Mình xin chia sẻ với cả nhà một số cái hình ảnh dịch CADUT của mình nó đang ấp trứng nha. Hiện tại thì mình có hai ổ, nhưng mà cái ổ này thì cả nhà thấy hai bé dịch nó đang giành nhau ấp một ổ. Còn một ổ bên kia, cái ổ này chắc có lẽ là mình sẽ tách nó ra hoặc là cho máy ấp tiếp. Chứ thôi là nó ấp không đạt, nếu mà ấp hai con nó ấp đâu đạt đâu. Có còn trống ở đèn cành cành ổ. Còn cái ổ bên đây thì bé dịch này thì ấp yên tĩnh mình chắc có lẽ là đạt Thì hôm nay thì sáu bé dịch mái của mình thì đẻ cũng nhiều rồi. Cho nên là mình có đem vô lụm vô mình ấp mái một số, cho nên là mấy cái bé nào mà nó bị mình lụm trứng thì nó sợ mình lụm trứng nữa, cho nên là nó chen vô cái ổ của con kia nó ấp. Nó đẻ rồi bây giờ nó ấp chung. Cho nên là giờ hai con ấp nè. Tại ổ của nó mình lụm vô mình ấp mái rồi. Bé dịch hôm nay đẻ cũng khoảng được 10 quả hết rồi. Thì hy vọng là khoảng một tuần nữa là mình sẽ bắt đầu có dịch con để mà chia sẻ cho cả nhà. Và hôm nay có một số bạn nè điện dặn mình đó, dặn dịch cái đứt con á, thì chắc khoảng một tuần nữa là mình có nha cả nhà. Ở ngoài ở bên ngoài thì có một bé dịch trống và hai bé dịch mái đang canh. Dịch màu rất là đẹp luôn cả nhà. Dịch này mình nuôi nó, mình huấn luyện nó, mình chơi chung với nó thường xuyên, nó rất là dạng người. Ở đây là mình đi thường xuyên mình đi, tại chủ yếu là chỉ năm chỉ nuôi thôi, còn mình đi đi hoài luôn á, mà mình vô chuồng nó cũng rất là dạng. Nó bắt nó bình thường nó dạng người lắm, chứ không phải là giống như dịch thường mình đâu. Bởi dịch kiển nó cũng phải khác với dịch thường mình chứ, nó đâu có giống được đó. Thì bữa nay mình chia sẻ với cả nhà số hình ảnh đẹp của mấy bé dịch mình ấp ấp trứng. Cả nhà tham khảo, có gì alo mình nha.